Xin chào các anh chị, xin chào. Chúng ta sẽ tiếp tục học trong bài học tiếp theo. Và bài học này thì tôi sẽ nói về chiến lược về nhân sự, people, cái chữ P thứ 5 trong cái marketing 7P của giáo sư Philip Kotler. Và cái chiến lược về nhân sự thì chúng ta sẽ bàn về chiến lược gì để chúng ta viết vào trong cái gọi là marketing and business planning, tạm dịch là lập kế hoạch marketing và kinh doanh cho một cái nhân viên hoặc là một cái vị trí quản lý, một vị trí trưởng phòng hoặc là CEO muốn viết một cái kế hoạch chi tiết cho doanh nghiệp của mình, cho việc khởi nghiệp của mình hay là cho một cái nhãn hàng của mình. Ok, vậy thì nhân sự cũng là một chiến lược quan trọng trong quá trình làm kinh doanh và marketing, có đúng không ạ? Vậy thì chiến lược nhân sự ở đây thì chúng ta sẽ bàn đến những chiến lược gì, đúng không ạ? Thì cụ thể chúng ta sẽ đặt ra một số các câu hỏi như là chúng ta sẽ tuyển dụng thêm bao nhiêu nhân sự mới ở những vị trí nào so với cái nhu cầu hiện tại của công ty cũng như là tăng trưởng trong năm tới, đúng không ạ? Chúng ta đặt mục tiêu tăng trưởng 150%, 130%, 170%, thì điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta cũng sẽ có thể sẽ phải tuyển thêm nhân sự, có đúng không ạ? Cách thức tuyển dụng ra sao, thời gian nào thì cần tuyển, mức lương dự kiến chi trả cho mỗi một nhân viên ở mỗi một cái vị trí khác nhau, cái gọi là JD, đúng không ạ? JD tức là job description, tức là cái mô tả về công việc của từng vị trí bạn đã có chưa, và bạn sẽ tuyển dụng theo những hình thức như thế nào. Đó là một phần của cái chiến lược về nhân sự. Chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề về tăng trưởng nhân sự hoặc là cắt giảm nhân sự nếu như doanh nghiệp của chúng ta không đảm bảo được cái quá trình kinh doanh cũng như là kết quả kinh doanh, có đúng không ạ? Thứ hai, đấy là chúng ta sẽ cần phải thảo luận về cái việc là xây dựng các cái quy chế về tiền lương, tiền thưởng, quyền lợi của nhân viên, của quản lý cấp trung gian, quản lý cấp cao hoặc là ban lãnh đạo trong công ty. Từ đó là chúng ta sẽ áp dụng và thực hiện cho công ty. Rất là nhiều các công ty vừa và nhỏ hiện nay là không có những quy chế về tiền lương, tiền thưởng, đãi ngộ, chính sách một cách cụ thể mà sẽ được thực thi theo kiểu như là ngẫu hứng. Sếp vui thì sếp thưởng nhiều, sếp không vui thì sếp thưởng ít. Hè thì có tiền thì đi sang, mà không có tiền thì đi kém, kiểu như vậy. Thì cái này chúng ta nên viết ra thành quy chế, ví dụ như là một năm tiền lương là bao nhiêu, tiền thưởng là bao nhiêu, thưởng doanh số như thế nào, thưởng cuối năm như thế nào, tháng lương thứ 13, một năm đi du lịch mấy lần, những cái vấn đề đi công tác phí thì khách sạn như thế nào, vé máy bay như thế nào, vân vân vân, có đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cần phải có và chúng ta phải đào tạo cũng như hướng dẫn cho nhân viên thông qua sổ tay nội bộ hoặc là thông qua những cái quy chế cụ thể mà phòng nhân sự hoặc là phòng chính hành chính nhân sự người ta phát hành ra và người ta thừa lệnh của ban giám đốc người ta làm, đúng không? Một cái ý rất là quan trọng nữa, ý thứ ba đó là chúng ta sẽ phải xây dựng cái bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp, xây dựng cái văn hóa của doanh nghiệp. Có những doanh nghiệp họ đề cao cái văn hóa kỷ luật thép, mọi thứ đều làm việc theo khuôn mẫu. Có những doanh nghiệp thì họ lại đề cao cái tính chủ động của nhân viên, và thời gian làm việc thì linh hoạt dựa trên hiệu suất. Không quan trọng là cách nào, miễn là doanh nghiệp đó tăng trưởng, miễn là nhân viên đó được thỏa mãn cái việc lao động và tiền lương. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ để ý sang là nếu như chúng ta thực thi một cái kỷ luật hoặc là một cái bộ quy tắc ứng xử hay là một cái văn hóa doanh nghiệp mà nó không rõ nét, mà nhân viên thường xuyên đi vào đi ra, chúng ta liên tục phải tuyển dụng, đúng không? Nhân viên liên tục không thể hiện sự thỏa mãn hoặc sự hài lòng của họ đối với cái công việc cũng như là đối với công ty của họ, thì chúng ta cũng cần xem xét một số những vấn đề và thay đổi, cải tiến và làm cho tốt hơn. Như tôi được biết là có những công ty lớn mà tôi tham gia vào quá trình làm việc ở những cái vị trí giám đốc thì hàng năm họ có thể có 2 lần hoặc 3 lần lấy ý kiến đánh giá của nhân viên về môi trường làm việc, về tiền lương, về điều kiện làm việc và về đồng nghiệp của mình, để từ đó nhân viên sẽ được thể hiện những cái ý kiến và quan điểm, và từ đó ban giám đốc sẽ xem xét và cải tiến cái quá trình kinh doanh cũng như là cải tiến những cái môi trường làm việc cho nhân sự, đặc biệt là về tiền lương, tiền thưởng và những cái môi trường điều kiện cơ sở vật chất khác. Thì tôi đánh giá như vậy nó rất là tốt, đúng không ạ? Thì điều này nó phụ thuộc vào cái khả năng kinh doanh cũng như là quan điểm của người lãnh đạo. Mỗi người một lãnh đạo là một cái quan điểm riêng,
chúng ta không đánh giá quan điểm nào là đúng hay quan điểm nào là sai, quan điểm nào hay hơn và quan điểm nào không hay, mà chúng ta chỉ đánh giá là quan điểm nào phù hợp với cái mô hình công ty mà chúng ta đang theo đuổi, chúng ta đang kinh doanh, có đúng không ạ? Chúng ta chỉ nói đến về vấn đề phù hợp thôi. Rồi thì về nhân sự, vấn đề thứ tư mà chúng ta sẽ cần bàn đến đó chính là chúng ta phải liên tục lên lịch đào tạo cho các cái bộ phận nhân viên trong công ty. Nó như một cái phần giá trị gia tăng và nó như là một phần văn hóa. Bởi vì công ty muốn phát triển được thì nhân sự càng ngày càng phải có kỹ năng tốt hơn. Chúng ta thường thấy là chúng ta chỉ đào tạo cho nhân viên bán hàng, cho nhân viên phòng kinh doanh và các bộ phận khác rất ít khi được học. Vậy thì chúng ta nên cân đối các bộ phận khác. Kế toán cũng cần phải học thêm về chuyên môn, kế toán cũng cần phải học thêm về những cái vấn đề liên quan đến bán hàng, liên quan đến cả những cái việc không phải là kinh doanh. Ví dụ như nuôi dạy con cái hay chia sẻ cảm xúc hay là tư duy đội nhóm vân vân. Thì chúng ta sẽ lên các lịch đào tạo này cho nhân viên công ty và chúng ta sẽ thực hiện cái việc đào tạo theo tuần, theo tháng và theo quý đối với các bộ phận. Đó. Đối với các đơn vị kinh doanh như là nhà hàng, như spa, như là salon tóc hay là các cái điểm bán lẻ thì cái việc đào tạo nhân viên nó sẽ rất là thường xuyên. Thì các bạn có thể sử dụng thêm các cái giải pháp như là đào tạo qua video trực tuyến thì cũng rất là tốt các bạn nhé. Các bạn tức là quay sẵn những cái bài tập tình huống, sau đó các bạn chỉ việc là đưa cho nhân viên xem và họ sẽ làm các cái bài tập đó để các bạn tiết kiệm được cái chi phí rất là nhiều, được chưa ạ? Thế rồi thì các bạn cũng cần phải tập trung vào cái việc đào tạo cho nhân viên về văn hóa của công ty. Đó là những cái tinh thần trách nhiệm và đó là tính tích cực, chủ động, không đổ lỗi, làm việc hăng say, tất cả sẽ dựa trên hiệu suất của công việc, vân vân. Rồi thì cái quá trình mà giữa các bộ phận, giữa các thành viên tương tác với nhau, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, đó là cái việc rất là quan trọng trong việc xây dựng cái chiến lược về nhân sự, đúng không ạ? Thế rồi đối với những cái vị trí cốt lõi, chủ chốt thì doanh nghiệp cũng nên tuyển dụng và cho những cái cơ chế về lương thưởng, rồi thì thưởng về cả những cái liên quan đến cái việc là cổ phần của công ty nếu có, đúng không ạ? Vâng. Thế rồi thì chúng ta cũng sẽ đưa ra những cái chương trình team building, những cái chương trình xây dựng đội nhóm, những cái chương trình thực thi để làm sao mà cái nhân sự của chúng ta có thể gia tăng được cái kết quả lao động cũng như là năng suất cũng như hiệu quả. Và đặc biệt là họ phải có tình yêu đối với công việc và họ có cái sự thích thú đối với cái quá trình mà họ làm việc. Các bạn biết đấy, một công ty có thể không nhất thiết phải lương cao, nhưng nhân viên vẫn rất là vui, vẫn rất là thích làm việc và người ta yêu quý đồng nghiệp của mình, yêu quý môi trường làm việc và yêu quý cái người sếp của mình. Đó chính là cái điều quan trọng đối với việc chiến lược và nhân sự, tạo ra cái môi trường làm việc nó hết sức là chuyên nghiệp, hết sức là có tính kỷ luật và cũng như là hết sức là có cái tính sáng tạo, đúng không ạ? Kỷ luật thì bao giờ cũng sẽ rất là khó sáng tạo, nhưng mà vẫn kỷ luật được và vẫn sáng tạo được, vẫn thoải mái được thì đấy mới là điều quan trọng, đúng không ạ? Vâng. Đối với những cái công ty bán lẻ như chúng tôi thì cái nhiệm vụ của chúng tôi thường xuyên phải đào tạo cho nhân viên bán hàng tại shop, đào tạo cho nhân viên kinh doanh, đào tạo cho các quản lý và từng phòng ban thì các bạn cũng sẽ phải có những cái chương trình đào tạo riêng. Ví dụ như sếp trưởng phòng sẽ phải đào tạo cho nhân viên của mình, sếp tổng sẽ phải đào tạo cho các trưởng phòng và hàng tháng thì có những cái chương trình lắng nghe ý kiến của sinh viên, lắng nghe ý kiến của khách hàng, lắng nghe ý kiến của những người cộng sự vân vân. Đó, tùy vào cái việc là đối tượng khách hàng của chúng ta là ai, cộng tác viên của chúng ta là ai, nhân viên của chúng ta là ai, có đúng không ạ? Vâng. Thế rồi thì chúng ta cũng sẽ cần phải phát triển những cái kỹ năng mềm và các cái giá trị cảm xúc cho nhân viên của chúng ta. Chúng ta cũng có thể phải đào tạo nhân viên về cái việc là sử dụng phần mềm trong công ty của chúng ta, sử dụng các cái hệ thống của chúng ta được tốt hơn, đúng không ạ? Thế rồi chúng ta cũng cần phải thúc đẩy nhân viên đóng góp về các cái vấn đề của doanh nghiệp đang gặp phải thông qua những hòm thư, bỏ phiếu, góp ý hay là gửi email nặc danh cho sếp, đúng không ạ? Rồi chúng ta cũng cần phải đưa ra những cái bộ KPI công việc, KPI doanh số và deadline công việc cho phòng ban của mình, cho doanh nghiệp của mình. Ví dụ như là có lịch tuần làm việc của cá nhân, lịch tuần làm việc của doanh nghiệp, lịch tuần làm việc của từng phòng ban. Trong lịch tuần đấy sẽ có đầu công việc, mô tả công việc và
cái khối lượng công việc cần phải đạt được, thời gian cần phải đạt được, và chất lượng công việc phải đạt được, đúng không ạ? Và số lượng chúng ta cũng phải đạt được. Rồi thì vấn đề về văn hóa doanh nghiệp thì chúng ta cần quan tâm đến với việc các cái văn hóa mà hỗ trợ nhau, văn hóa tích cực, các văn hóa mà sẽ giúp cho việc thúc đẩy doanh số, giúp cho việc mọi người sẽ muốn đến doanh nghiệp của mình nhiều hơn, đúng không ạ? Và mọi người cũng sẽ cảm thấy gắn kết cũng như là quan tâm đến nhau, tương trợ nhau trong công việc nhiều hơn. Thì tôi thấy hiện nay các công ty mà lớn và chuyên nghiệp, hoặc là những công ty mà có những người chủ CEO mà người ta hiện đại, người ta đi học những cái chương trình của các chuyên gia nước ngoài, thì người ta thường xuyên là tổ chức những cái hội thảo hoặc là những cái chương trình đào tạo nội bộ để nâng cao tinh thần, cũng như là để tạo đội nhóm vô địch. Những cái điều như vậy tôi thấy rất là cần thiết trong các doanh nghiệp để các bạn có thể đưa vào kế hoạch và chiến lược của mình để làm, đúng không ạ? Rồi thì về cái vấn đề về tiền lương, tiền thưởng thì các bạn cũng cần phải cơ cấu làm sao mà thưởng lương cứng ở mức vừa phải, và thưởng doanh số lớn dựa trên cái hiệu suất công việc, cũng như là thưởng thêm những cái giá trị đặc quyền khác. Cái phần này thì nó hơi liên quan đến bộ phận HR, đúng không ạ, gọi là Human Resource Department đấy, thì họ sẽ có những cái cố vấn cho doanh nghiệp của bạn. Hoặc ngược lại, nếu mà doanh nghiệp của bạn không đủ lớn thì bạn sẽ cần phải trực tiếp thực thi cái việc này bằng cách là xây dựng các cái sổ tay nhân viên, rồi các cái bộ ứng xử, quy tắc ứng xử dành cho nhân viên, và đào tạo cho các bộ phận phòng ban. Đây là tôi nghĩ cũng rất là quan trọng đối với nhân sự. Chiến lược về nhân sự thì nó chúng ta phải đáp ứng được, bởi vì tăng trưởng hay không tăng trưởng nó phụ thuộc vào nhân sự, thành công hay không thành công nó phụ thuộc vào nhân sự rất nhiều, chứ không đơn thuần chỉ là về mô hình kinh doanh, về sản phẩm. Cái thái độ của người lao động đối với doanh nghiệp, họ muốn gắn bó, họ muốn công hiến, họ muốn sáng tạo, họ muốn đóng góp, họ muốn làm thêm giờ, họ được nâng cao, họ được tôn trọng, họ được khuyến khích, thì doanh nghiệp của bạn mới phát triển được. Thì trong cái phần này thì tôi cũng muốn là các bạn sẽ viết liên quan đến cái việc chiến lược về nhân sự, và đặc biệt là chúng ta sẽ phải rõ ràng về vấn đề lương thưởng và văn hóa doanh nghiệp. Đấy là cái phần mà tôi nghĩ rằng là quan trọng nhất, đúng không ạ? Còn doanh nghiệp nào lớn hay nhỏ hay vừa cũng đều có vấn đề của riêng nó, chứ không phải là doanh nghiệp nào cũng hoàn hảo cả, và chúng ta cần phải học cách dung hòa để phát triển. Thì trên đây là một số những cái ý tưởng cơ bản để giúp cho các anh chị hình dung ra chiến lược về nhân sự trong một cái bản tổng thể về Marketing and Business Plan là gì. Thì nếu như các anh chị có trao đổi nào, các anh chị có thể liên hệ với tôi hoặc là trò chuyện với tôi, hay là hướng dẫn tôi thêm, chỉ bảo cho tôi thêm để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. Vâng, tôi xin phép kết thúc cái phần trình bày của tôi, những kiến thức và kinh nghiệm cơ bản nhé về chiến lược về nhân sự, People, chữ P thứ 5 trong chiến lược Marketing Mix của giáo sư Philip Kotler, và chúng ta có thể viết vào trong kế hoạch của mình. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.